Linh Trang lúc này là dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm Hazen 3 bóng HE3BR. Và ngay bây giờ thì hãy cùng Linh Trang tìm hiểu về dòng sản phẩm này nhé. Khi mà mở hộp sản phẩm thì sản phẩm này sẽ được bảo vệ bởi hai miếng xốp để sẽ cố định rất là chắc chắn, và kể cả trong lúc vận chuyển thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Một bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm một đèn sưởi, một phiếu bảo hành và chế độ bảo hành của dòng sản phẩm đèn sưởi nhà tắm Hazen 3 bóng HE3BR này sẽ lên tới 10 năm cho cả bóng đèn cũng như là thân đèn. Tiếp theo đó là một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng để chúng ta có thể sử dụng đèn sửa nhà tắm một cách dễ dàng. Thêm vào đó là thanh treo cùng với ốc vít để chúng ta có thể lắp đặt đèn sửa nhà tắm. Với dòng sản phẩm này thì thêm một tiện ích nữa, đó chính là điều khiển từ xa để các bạn có thể sử dụng linh hoạt. Như các bạn thấy thì bề mặt của đèn sửa nhà tắm này được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp. Bên trên đó thì có rất nhiều hoa văn họa tiết nêu lên sự sang trọng cũng như là sự tinh tế của dòng sản phẩm này. Với dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm 3 bóng thì các bạn nên sử dụng với diện tích phòng tắm khoảng từ 4-6m². Như các bạn thấy thì trên phần thân đèn cũng có hai công tắc, do vậy mà chúng ta có thể sử dụng linh hoạt, có thể sử dụng cả công tắc hay là cả điều khiển. Với hai công tắc này thì một công tắc sẽ được sử dụng cho một bóng ở giữa, công tắc còn lại được sử dụng cho hai bóng ở hai bên. Với việc sử dụng bằng điều khiển thì cũng sẽ có nút bấm để điều khiển cho tất cả các bóng đèn cùng mở. Tất cả các bóng đèn các bạn có thể sử dụng ở nút bấm phía bên dưới. Nút bấm ở hai bên là sẽ điều chỉnh cho hai bóng đèn hay là một bóng đèn ở giữa. Do vậy là rất dễ dàng và linh hoạt để các bạn có thể sử dụng. Với việc lắp đặt bóng đèn thì các bạn sẽ chỉ cần bắt vít để treo thanh treo này lên tường thôi. Sau đó thì các bạn chỉ cần treo đèn sửa nhà tắm lên thanh treo này sẽ cố định ở trên tường nhà các bạn. Và các bạn lưu ý là với dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm thì bóng đèn của nó luôn luôn được sưởi ấm một cách tức thì và có chế độ chống nổ cũng như là chống nước 100%. Dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm Hazen 3 bóng HE3BR này đang có giá là 1.750.000 đồng. Và các bạn đừng quên mua hàng tại đại lý chính hãng cũng như là website chính hãng của tập đoàn đèn sửa nhà tắm Han nhé.